Chào mừng quý anh chị cô chú đã đến với kênh YouTube của Ngọc Tâm. Và hiện tại Tâm đang đứng ở ngã tư Xe Đôi và cũng là trục đường lớn của tiếp giáp giữa huyện Cần Đước và huyện Cần Giuộc. Thì hôm nay thì Tâm xin giới thiệu cho các anh chị cô chú một lô đất thổ có diện tích rất là lớn luôn, ngang 58 và 20 với giá là 850 triệu. Thì hiện tại Tâm đang đứng ở trục đường tỉnh lộ 835A. Thì phía bên tay phải của Tâm về chợ Kiến tầm khoảng 1 km, và phía trước mặt là mình về huyện Cần Giuộc ha. Còn phía bên tay trái thì mình về Bình Chánh tầm khoảng 4 km nữa, và về Sài Gòn là tầm khoảng 30 phút. Đây, dân cư rất là đông đúc nhộn nhịp luôn. Ở đây là ngã tư Sà Đôi nha mọi người. Đây, và bây giờ thì các anh chị cô chú hãy theo chân Tâm vào lô đất của mình nha. Thì cái đường vào đất của mình đó thì cách Sà Đôi tầm khoảng 50 m. Mọi người nhìn bên tay trái ha, thấy có cái ấp Văn Hóa Minh Thiện nè ha, khỏe quá. Hai bên nhà là san sát nhau nha mọi người. Đường này là đường bê tông 3 m nha mọi người. Xe hơi và xe tải nhỏ thì vô tư ha. Đây, cái xe hơi đậu nè. Tới đây mình để phải ha. Hello, hello. Quán tập quá nè, tới đây mình để trái ha. Này, cửa rất là nhiều luôn. Rồi tới đây mình để phải. Thì từ ngoài tỉnh lộ 85A mà vào đây tầm khoảng là 200 m. Khi mà tới đất mình là khoảng tầm 200 m nha mọi người. Đường là đường xe hơi, xe tải luôn á. Đây, và tới đây là mình rẽ trái nè, là vào tới đất. Đây, sát nhau. Đây là đất mình đây, đây đất mình đây. Đây. Thì hiện tại thì cái vị trí mà đất mình á, là nó thuộc địa chỉ là ấp 3 xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An ha mọi người. Và Long Hòa đã và đang được thị trấn Cần Đước lấy về ha. Cho nên là dân cư rất là đông đúc và rất là ok luôn. Thì cái lô đất mình nằm vị trí này. Đây, từ cái mí cột điện này ha, mình qua đây, đây mí cột này, mí cột này đây, ngang là 5m8, dài tới hết cái mí 70 luôn, thì ngang 5m8, dài 20, thì tổng diện tích là 115m, thì chủ kêu với giá là 850 triệu, bớt lọc nhẹ nha mọi người. Đây mọi người nhìn nè, nhà cửa san sát nhau rất là đông đúc luôn ha. Và cái đoạn đường này nếu mà mình đi thẳng ra luôn thì mình đi ra đường, nó thông ra đường 826 nha mọi người. Đây, nhà cửa rất là nhiều luôn ha. Thì Tâm xin nhắc lại thì miếng đất mình ví dụ nó cách ngã tư Sà Đôi tầm khoảng 300 m, và cách đường tỉnh lộ 835A tầm khoảng là 200 m, đường xe hơi xe tải vi vu nha mọi người.
đất cao ráo ha. Thì chiều nay chủ sẽ dọn cái phỉnh cỏ này cho cái lô đất mình nó đẹp lại. Thì bây giờ thì Tâm xin nhắc lại về cái diện tích và cái giá ha mọi người. Thì cái diện tích tổng của cái lô đất của mình đó là từ miếng cọc này qua miếng cọc này, diện tích là ngang 5m8, dài hết đất dưới tới mấy biểu 10 là 20m, tổng diện tích là 115m và chủ gửi bán là 850 triệu. Thương lượng nhẹ ha. Đất thổ 100%. Dân cư đông. Đất quá đẹp luôn. Thì hiện tại thì ở đây hình như là nó có 4 lô và chủ đã bán hết rồi mọi người. Chỉ còn cái lô số 2 là chưa bán nha. Đây. Từ mấy cọc này tới mấy đây là 4 lô ha. Và lô của mình là lô thứ 2. Đây. Lô của mình là lô số 2 ha. Rất đẹp luôn. Rồi Tâm xin kết thúc video tại đây. Thì các anh chị cô chú cũng quan tâm thì hãy liên hệ số điện thoại của Tâm. Số điện thoại là 0937 629 679, hoặc xem cái phần mô tả giùm Tâm ha. Thì để kết thúc video thì xin các anh chị cô chú cho Tâm xin một like và một đăng ký để Tâm có tinh thần làm những clip tiếp theo để có nhiều sản phẩm mới dành cho các anh chị cô chú tham khảo hoặc là đầu tư ha. Và bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại.